Quý vị, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp cùng với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chủ trương điều chỉnh dự án khu du lịch Bến Thành Long Hải tại thị trấn Phước Hải. Dự án khu du lịch Bến Thành Long Hải được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 20 tháng 9 năm 2007 với diện tích 12,6 ha, vốn đầu tư 159 tỷ đồng. Năm 2013, nhà đầu tư đã đưa vào hoạt động kinh doanh 51 phòng khách sạn bungalow và một spa massage, nhưng chưa đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, công ty cổ phần Bến Thành Long Hải có văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư từ kinh doanh du lịch biển thành khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển cao cấp với các hoạt động vui chơi giải trí kết hợp tham quan du lịch. Theo đó, tổng vốn đầu tư tăng từ 159 tỷ đồng lên hơn 7.054 tỷ đồng, đồng thời đề nghị điều chỉnh tiến độ đầu tư thêm 24 tháng và đến quý tư năm 2024 sẽ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh. Cho ý kiến về đề nghị của doanh nghiệp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục xin điều chỉnh dự án, tiến độ đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường ra soát quy trình hồ sơ thủ tục, làm rõ tính pháp lý của việc chủ đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án. Từ đó phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý.